Những năm gần đây, marketing là một trong những ngành thu hút được sự quan tâm của thí sinh và có mức điểm chuẩn đại học tương đối cao. Với nhiều bạn trẻ, ngành nghề này được ưu tiên bởi sự năng động, tính sáng tạo và tiềm năng phát triển trong nền kinh tế hiện đại. Lý do mà em chọn ngành marketing ấy, bởi vì em thấy là đây là một ngành khá là hot và thấy rất là nhiều bạn trẻ ưa chuộng ạ. Và ở cái chuyên ngành này thì bọn em sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn và sẽ được phát triển cái tư duy sáng tạo của mình. Hiện tại thì em cũng có đang thực tập ở một doanh nghiệp và ở vị trí của em là em sẽ sáng tạo ý tưởng làm về content ấy. Trong quá trình làm thì em cũng có được nhận được trợ cấp và cũng có những cái phụ cấp ở công ty ấy. Ngành marketing thì vẫn đang được đánh giá là một ngành có xu hướng phát triển khá là mạnh mẽ, nhất là trong cái thời kỳ mà không chỉ những công ty, những doanh nghiệp mà thậm chí là từng cá nhân của mọi người cũng đều muốn là quảng cáo cái thương hiệu của mình đến đông đảo mọi người hơn. Thì đấy là một trong những cái lý do mà khiến cho ngành marketing vẫn được đánh giá là một ngành khá là tiềm năng. Theo các chuyên gia tuyển sinh, cơ hội nghề nghiệp dành cho sinh viên tốt nghiệp ngành marketing khá đa dạng. Sau khi ra trường có thể đảm nhận các vị trí công việc như chuyên viên trong các bộ phận marketing, truyền thông quảng cáo, quản lý trong các bộ phận marketing, giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học. Đối với lại các ngành kinh tế thì kỹ năng mềm rất là quan trọng. Và trong đó đặc biệt đối với các ngành như là marketing, thương mại điện tử thì các bạn có cái tố chất tư duy năng động. Và các bạn sáng tạo thì dễ học những cái ngành như thế này thì các bạn dễ phát huy được hết cái năng lực của mình. Cái ngành này là những ngành hiện nay là xã hội đang rất cần rất nhiều và thu nhập rất cao. Cho nên các bạn sẽ ưu tiên đăng ký và do nhiều bạn ưu tiên đăng ký cho nên là điểm chuẩn nó sẽ cao. Điểm chuẩn ngành marketing của các trường đại học luôn ở mức cao. Năm 2022, điểm chuẩn ngành này ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đạt mức 28 điểm, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là 27,5 điểm, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là 27,5 điểm, Trường Đại học Thương mại là 27 điểm.